Dạ. Hello mấy ông chưa? Mày đâu quá ăn được chờ nha. Nãy ăn được chờ chứ. Ăn được chờ. Đấy, đây là tôi lại gọi là sao nhỉ? Lại sao ta? Lại cho skip cái câu lại luôn. Mình đi chơi nha, cảm giác như cứ stream là không chơi được nhưng mà đúng rồi, vào đây. Anh mà khó khăn với đấy, thật đấy, khó khăn với nồi. Giờ này không? Cái gì đấy? Trên này, mình trong gì đúng trống. Rất chóng. Rồi đi đâu nhỉ? Đâu ta đi đấy không? À. Để có hai mạng này. Ôi trời ơi, kinh quá lời luôn. Ôi trời ơi, kinh quá lời kinh quá, mẹ bàn thôi. Đi đấy mọi người. Tôi đây rồi. Đâu ra đâu ra mình có ai đi đâu ai đi đâu đi cái nhỏ đi đâu đi đi lại đi lại trên đầu con kia tí mới kia điện lên à mày sao mà anh này đi đâu nữa mấy ông ơi ở bên thế à? Mẹ nó chậm mà bây giờ mình đi đâu nhỉ? Mẹ nổi mẹ đâu đường đi nữa mà nghe cày đi đây là cho kiểu có lúc hết đi quay ngại thế à ôi mua đồ ăn đã đéo có vụ ấy đâu ông cứ tí là có Metatron này anh em chuẩn bị đây đó có Metatron nhá bạn ơi chú cho đánh từ từ mua ra bên ngoài được không nhưng ngoài đây có quán đồ ăn cơ
kiểm tra nó ngay, kiểm tra chìa khóa thần bí. Đây gì á? Ok. Ra cho như chồng robot của tôi. Bãi thật à? Ở tôi còn rất là nhiều tiền nha mẹ tôi. Còn là 588G rất nhiều tiền đại gia. Mẹ đại gia khó chê luôn đùa. Mẹ đại gia sống người khác. Ngoài người đây mà. Ok. Ôi đúng rồi, cưng đi rồi. Đó là trận chiến nhỏ của chúng ta. Đây là chỗ phút của chỗ trục trặc không? Trục trặc lập trình lại thì nãy đi. Tất cả trận chiến lớn chỉ những kịch Anfis đã lời cưng suốt thời gian qua. Cô ta nhớ cưng trên màn hình, qua thành người gắn liền với cuộc phiêu lưu. Cô ta lừa mà quên, cô ta quyết định tự cho phép mình xem và câu chuyện cưng. Cô là kết quả câu đố, cô ta phá hủy trang máy, cô ta lợi dụng ta để tra tấn cưng. Tất cả chỉ khiến cưng nghĩ cô ta là người tuyệt vời. Nhưng không phải vậy, và giờ ấy là điểm quan trọng của cô ta. Là khi trận đấu diễn ra, cô ta sẽ làm gián đoạn. Đó sẽ là vở cùng cô ta trở thành người hùng trong cuộc phiêu lưu này. Sẽ đánh giá về chỗ cao với cô ta. Nếu có thể thuyết phục cưng không rời khỏi đây. À không, thì đó, ta đang đúng kiểu nó. Ta không có làm hại con người, thực tế, khác xa. Ông gì ta làm ngành giải trí. Tất cả khán giả cũng có một chương trình tốt để xem, một chương trình trai nếu thiếu sự bất ngờ. Này cô chuyện gì ra vậy, có cái cửa tự nhiên khóa mất rồi. Xin lỗi mọi người, chương trình cô đã bị hủy, nhưng cuối cùng chúng tôi xem bạn điên cuồng. Đính thật sự, anh động thực sự, đổ bỏ thực sự đến chương trình mới thành công, robot sát nhân. Có iPhone xuất thì giảm ta cưng à, cơ nhỏ chứ chất là gì? Cứ đi giữa được, cứ đi giữa được. Thì tôi biết là. Biết rồi. Đấy, vai rồi. Anh kia ở đâu kìa? Ừ, có thể đó, nhưng đừng bỏ cuộc, ok. Mọi người nó đang giá. Giàu. Xoay. Cái gương, nhưng mà ta phải trộn thôi hoàn hảo cho đối cùng. Nó thấy nó ở đâu? Chết mẹ mày, nó vừa gạt công tác của ta. Ủa xong rồi, đi lại ra con Metatron nào về. Ra chỗ nào đây? Trời ơi. Ôi trời, nó cứ gạt công tác của ta gì thì là cũng thấy chuyện mạo ta ghê gớm là thô lỗ mà cho người đã rất đau đớn muốn ra thân mình. Nhưng mà lại cảm ơn đã cho cưng phần thưởng hậu hĩnh, đã cho cưng khoảnh khắc cuối cùng này. Ew, bản thân rất đẹp. Mê thật sao? Mê trông lòng mắt tạo dáng. Bắt đầu dáng kinh ngạc. Nó dài hết đầu. Mẹ mày. Ui. Tính lăng mạn đồ mọc. Ui. Ok, cái bút cho cái ratings này như là lên lên tận 10.000 cơ. Còn mẹ mày. Đi rồi mẹ. Bút cho nó đủ 10.000 mới thắng được. Đã trừ kìa. Đấy nhỉ. Uầy. Hy vọng cứng theo bàn phím. Đây là có tiểu luận nhắc nhở tại sao không.
Đôi khi với những người muốn nhất bạn tỏ ra kinh ngạc hết. Là cường thấy tại sao ta không nhớ cho cường xem gì. Hello 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 sánh vai thì bạn phải đánh đánh cái kia kìa. Ơi con lẻ ai. Ồ rồi là ăn ăn tiếp không? Tao còn chơi chán bọn mày nhá. Mẹ dành còn. Mày tưởng nha. Ê, lo vẫn còn. Tí dính đòn nha. 5.000, 5.000 thôi. Cố lên 5.000 thôi. À. Xe vai luôn. Nhận được 10.000 khó vãi đái. Sao giải la cho quản lý. Bây giờ chồng tạo dáng. Đang trên đặt phát triển cái gà về con chân tình. Đéo dính, trời ơi, đéo dính, con mẹ mày, còn đéo dính như này. Người mới cha chồng, mày bà máu có chơi đâu nhỉ, chạy cứ chơi gì chơi chứ. Đây, à, cứ cánh tay đôi chân như vậy, sẽ chiến thắng. Chỉ đi đó, đi nó quay lại, thì lại, đi đó xếp xếp lại này. Thấy không? Chỉ cảm em thấy chưa? Ừ xem nào, à, không thấy nữa. Không thấy chưa? Ô, ba máu. Hết thời gian. Nghĩ tục. Hay quá. Nhảy từ ấy rồi. 6.900 rồi. Ê! Sáng bạn nhìn sao mà nhìn vậy bạn thử muốn nhận lại diệt vong hay bạn chỉ tin vào bản thân mình con kẹt đủ má cắt cái gì đứa thích lỏi nhất ở dễ đánh dễ lé vậy đấy truyền cảm hứng cha cưng à ra cưng vẫn đang ghi bài ra để biết sẽ chiến thắng thì cái sức mạnh tiếng xú sao nhân loại ô là gọi chị em ấy chị mạnh rồi chị tha cho em em biết chị mà anh ơi đi tha cho em đi tha cho em chị ơi đi tha cho em chị ơi phải lắm nó cái chân ấy chân ơi chị đã rồi sao hết sức ăn rồi nên sự bảo vệ nhân lại đánh mãi không hết đây mày vũ phu ấy tính làm sao mà căng hay lắm 11.000 rồi trên người xa nhất chúng ta có cuộc quá trong lúc này mọi người sẽ may mắn có vội nói chuyện với ta thế khi ta giờ thế giới gặp mãi mãi anh sẽ gọi nào chào bạn đang trên TV ôi thắng rồi và sẽ là chương trình cuối cùng của chúng tôi chào Metatron tôi thực sự thích xem chương trình của bạn cuộc sống của tôi khá nhàm chán nhưng thấy bạn trên màn hình đáng nhớ mang lại sự phấn khích cho cuộc sống của tôi không chắc nhưng tôi đoán đây là tập cuối tôi nhớ bạn Metatron tôi không có ý nói chuyện quá lâu không khoan họ đã rất máy thằng hủy khác Metatron chương trình của bạn làm cho chúng tôi rất vui Metatron tôi không biết phải xem gì nếu không có bạn Metatron có hình bóng Metatron trong trái tim tôi ai hiểu rồi. Vâng ạ. Cảm ơn rất nhiều. Chương à.
Có lẽ thế tốt hơn nữa ta ở lại nguyện có ngôi sao mà nghe rồi mà chỉ có ta để ta đi theo danh ngầm sẽ thiếu ánh sáng để đó không thể lấp đầy vậy ta nghĩ sẽ hoán lại vậy nó cứng có thể trở lên rất mạnh có lẽ thậm chí đủ mạnh để vượt qua Asgore hay chắc cứng để bảo vệ nhân loại ha ha sao mà chú vật thật tốt thật là muốn tiêu thụ năng lượng này không hiệu quả thì cháu lát sẽ pin nó sẽ ổn thấy chết họ cưng ạ à. Và mọi người cảm ơn cưng đang giải tuyệt vời thắng rồi à thắng chưa ô cô sẽ mở khóa hai người ôi trời mấy cha tròn mấy cha tròn người tạ ơn Chúa nó đã hết pin mấy cha tròn nó người ta đi ta sẽ có dạ ta sẽ có robot nó chỉ cần nó không đi tiếp đi ok nó sẽ end game rồi các bạn ơi mình nghe đi tập phải đâu có một số plugin ừ xin nói về điều đó cứ tiếp tục đi con sẽ sắp phải có scroll nhỉ con chắc khá học nghề việc này ôi các bạn ơi chỉ là căng thẳng ấy nhá cuối cùng con có đồ về nhà cả đến kiểu sợ con nhà ừ ta phải chào tạm biệt cô không muốn nữa cô nói dối con linh hồn con người không đủ mạnh để có thể chặn một mình ấy nhất một linh hồn người và một linh hồn quái vật ông nhà còn phải linh hồn ngài ấy và yes, xin lỗi xong lâu nhỉ mày có đơ đơ gì không ok sắp ăn game rồi nhưng cứ đã thế các bạn có lẽ là sắp đã sẽ ăn game tôi vẫn phải đi mua đồ ăn để hết đồ ăn rồi thì đâu có plow vì mẹ ủng hộ tôi nhá sợ quá sợ quá ok nhá ngày có chìa khóa này cách đây rất lâu con người rơi vào tàn tích bị thương vì cú ngã đó con người đã kêu cứu Asriel con của đức vua nghe tiếng con người gọi cậu ấy đưa con người trở lại lâu đài dần dần Azrael và con người coi nhau như anh em đức vua và hoàng hậu đối xử với người như con ruột thế giới ngập tràn hy vọng bò vào đúng không ô hay bò vào đây dây chuyền trái tim ok xem vừa dây chuyền tim dây chuyền tim giáp ở phủ 15 nó ghi mãi là bạn tốt có lần giao con cùn trong hộp đấy chứ đéo đó như nào có hai phòng một phòng mình mở lấy hết quả này vừa lấy hết rồi chữ cúc đô thì chẳng thôi chim được rồi tôi sẽ trao cái dây chuyền chim này vào chuyền chỉ số này giáp là 15 XP không ghi găng tay cứng vàng 158 ồ giá, ở sắp em game rồi, chỉ sợ ấy luôn.
lô luôn, sợ quá. Sau đó là một ngày, con người bị bệnh rất nặng. Con người chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, được thấy những vòng hoa từ nàng của họ. Nhưng chúng tôi không làm gì được. Wow, bạn này sắp thua rồi. Ngày tiếp theo, ngày tiếp theo, con người chết. Oh shit, sẽ chết được. Azrael vô cùng đau buồn. Tụ linh hồn con người có đã biến đổi thành sinh vật với sức mạnh lạ thường. Từ từ em đợi tí nhá, tôi nghe điện thoại á. Ok, tôi quay lại đây. Đứng nhau rồi. Linh hồn của con người Azrael vượt qua được hàng rào với bế xác con người về phía mặt trời, trở về lại của con người. Azrael vào giữa khu vực của làng. Ở đó anh ta thấy chiếc gương từ những bông hoa vàng cậu ấy bế con người làm lên đó. Đột nhiên có tiếng hát vang, hét vang lên. Người trong làng thấy Asriel giữa xác con người, giữa xác con người nghĩ rằng cậu ấy đã giết đứa trẻ. Chà, còn pin không? Còn nhỏ pin lắm, có cái đồ hành không hôm nay. Con người tấn công cậu ấy bằng mọi thứ họ có. Có anh bị đánh đập và bôi nhọ hết lần này đến lần khác. Astra đủ mạnh để tiêu diệt bọn họ. Mình hiểu rồi, mình chăm rồi. Nhưng Astra không hề đánh trả. Cứ chặt con người. Astra bị quẩy và bỏ đi. Đường Astra trượt chân khi về nhà. Với bước vào lâu đài và gục xuống. Bụi cỏ ấy trải khắp khu vườn. Vương quốc rơi vào tuyệt vọng. Đức vua và hoàng hậu mất cả hai đứa con trong một đêm. Con người một lần nữa lấy đi mọi thứ từ chúng tôi. Đức vua quyết định đã đến lúc chấp nhận sự đau khổ này. Con người nào rơi xuống đây đều phải chết. Khi đủ linh hồn, chúng tôi thì có thể phá hủy nhà hàng và mãi mãi. Chắc không lâu nữa, Watchcore chứ, rồi chúng tôi đi, nó sẽ tạo luôn hy vọng cho tất cả chúng tôi. Giờ ngoài chắc tôi sẽ chim chim lại đây thôi, sợ quá. Anh cũng đang vui lên. Bạn không hào hứng sao? Mà không thấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc con khỉ mày! Bạn sẽ được tự do. Ôi, con sẽ gặp Sans. Sans ơi, Sans mày ở đâu? Ồ yeah. Ê, mà trẻ cuối cùng nhóc cũng làm được. Qua hành trình của nhóc sắp đoàn kết và không lâu nữa nhóc sẽ gặp được vua. Cùng nhau nhóc sẽ quyết định tương lai của thế giới này. Và sau đó là nhóc sẽ bị phán xét, và nhóc sẽ bị phán xét cho mọi hành động của nhóc, và nhóc sẽ bị phán xét cho mọi experience nhóc nhận được. XP là gì? Và thử test người ta cho Excursion Force điểm tàn phá, một cách để ức lợi nỗi đau nhóc ghi cho người khác. Nhóc giết ai XP sẽ đăng. Khi nhóc đủ XP, nghiện lớp sẽ tăng lớp, cũng là từ viết tắt ta cho level villain mức độ bạo lực. Nó một cách để đo lường khả năng gây hại
càng rất nhiều nó sẽ càng đánh mất bản thân, nó càng nếu bản thân nó sẽ càng ít bị tổn thương hơn, nó không thể làm tự mình làm hại người khác. Nhóc, nhóc chưa bao giờ nhận được lớp. Tất nhiên điều đó không nghĩa là nhóc hoàn toàn vô tội ngây thơ. Nhóc giữ sự nhớ nhất định trong tim, cả đấu tranh nó hai nhóc cũng đối mặt. Nhóc phải đâu để làm điều đúng đắn, nhóc từ chối làm tổn thương bất kỳ ai. Kể cả khi nhóc bỏ chạy, nhóc vẫn mỉm cười. Nhóc không nhận lớp nhưng nhóc nhận sự yêu thương thì đâu có nghĩa, có lẽ không. Nhóc sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc hành trình của mình. Hành động của nhóc sẽ quyết định số phận của cả thế giới. Nhóc từ chối chiến đấu, Ascor sẽ lấy ngọn nhóc của tiêu diệt nhân loại. Nhưng nếu nó sẽ score và trở về nhà, và vẫn còn mắc kẹt trên đất, nó sẽ làm gì? À, nếu ta là nhóc có sự từ bỏ ông này. Nhóc, đúng vậy. Nó có gì gọi là sự quyết tâm, vì là nhóc giữ vững. Và nhóc làm cho những gì trái tim mách bảo. Ta tin nhóc phải làm điều đúng đắn. Để rồi, tất cả chúng ta trông cậy vào nhóc. May mắn. Đi à? Anh đủ xem còn gì không? Được, cho ông kỳ tính nha. Đây là không được, ý đoán thế. Được được, có phải kêu đoán ạ, mấy ông bình tĩnh nhé. Sẽ một kết rồi, mấy ông có bình tĩnh hay nào? Đấy khi chắc này tụi mày gọi cho đàn em một tán em một túi mất. Ok, best friend, just a go. Đấy, khá là lâu. Ôi, vẫn phải mua đồ ăn, biết không ạ? Chúng ta cứ bình tĩnh như nào, không bình ngại, hiểu không? Cứ bình tĩnh nhỉ, anh em này này. Tí đồ vào ghi rồi mà. Sợ ấy đấy, sợ cứ cổng luôn. Ông nào cả bên tôi, ông nói rằng tụi cháu có đi cót mẹ đó. Tao có bị bảy mỏi, tôi phải mua 6 thức ăn, tôi mua 6 thức ăn, mua rồi mới ta cho lắc bãi rồi. Nhưng mà đây rẻ hơn em game nói. Ok, hết game. Ta đã hết game rồi. Mấy bạn ơi, đến đây đường khác không? Sáng mới nhiều nó tắt nhỉ. Ta này thấy vui vẻ tí yếu. Tôi đã sắp chết game rồi nhưng mà đi chơi game đâu. Cho bác sĩ biết mà sao phim được. Đâu phải slow đi cũng được nhỉ. Được phải đái luôn. Sợ nhỉ, nhà tí đâu con plo gì mà sợ phải, mẹ chắc tôi thua mấy lần rồi. Game đấu nhà chơi game nhẹ nhàng thôi. Hello, chào anh chị ạ. Đùm đi đùm. Ai thế, chỉ một lát thôi. Là sao tôi xong cho ai rồi. Đi rồi. Xin chào, tôi có thể. Rất nhu nói con cũng có thích trà nhưng có biết chứ.
Ông mang tình dạng gì? Chim nó ngót mà đang nở, thế chỉ cần cho trời đuổi bắt. Ông ra phải làm gì? Chỉ có sẵn sàng hay có phòng kế tiếp? Ok, đầu luôn. Tao phải căng thẳng, chỉ cần nghĩ như ghé vào bác sĩ nha khoa. Sẵn sàng chưa? Nếu chưa, chưa ta thể hiểu, con ta cũng chưa sẵn sàng. Đầu đây mới ba, bố đầu đây. Ít con mẹ chúng mày. Kẻ rào chắn thì sẽ giúp ta nếu con còn công việc đang làm dở. Hay hoàn thành nó. Ủa, chưa nó. Đang chưa? Mày mới đừng có giữ điện thoại bố mày. Một ánh sáng kỳ lạ sáng trên cái căn phòng. Nào, mày phá nước thang đi. Phá nước thang đi. Như rằng là chuyện của bạn cuối cùng cũng kết thúc. Bạn tràn đầy quyết tâm. Con người. Rất vui được gặp con. Yêu yêu đá tư máu cái lột bà thì đấy hoài. Ô không hết, tôi không có vũ khí đâu, hiểu không? Anh như mũi đốt này. Nào, chị phải đéo em game ngay bây giờ đâu. Đéo game bây giờ đâu. À. Sao hôm qua của tôi ông ơi. Ui nhìn mẹ, siêu to khổng lồ. Chuyện đồ đánh siêu to khổng lồ luôn. Ê. Rất hay đây này, tôi còn quay một đi ghép vào hồi được máu nghiệp ý để ý kia thế. Tôi biết rồi mà ông ơi, ông đừng có tránh, hiểu không? Để dân chơi lại tránh đòn. Con mẹ mày, ui em nó mày chơi đọc sinh tử đâu. Thấy ông ấy mẹ ông ấy cắt cắt nút spray của mình rồi, biết rồi ấy. Sợ vãi luôn, sợ vãi luôn, sợ quá sợ quá. Ê từ từ xem nào. Ông sao đánh được tôi hả ông? Anh này khó khăn phết nhỉ. Ngồi qua mấy hàng máu rồi. Ôi giờ loạn lắm. Cứ chơi tiếp rồi. Ôi xong còn 2k 2 miếng. Đi mẹ còn 1 miếng rồi. Tôi toàn end game ơi. Sao mà đánh độ này đây? Mình đã không ạ? Tôi nghĩ cái gì mà sắp đố con Flawee, mẹ sợ mấy đấy. Thật. Uầy, nó thả một đống kìa. Kinh mày. Đang càng to hơn rồi. Tầm 8 năm.
Ui mẹ, cứ ra cái đòn này cũng chơi được. Xong rồi, bỏ mẹ ơi. Con bao quy đầu.